Chào cả nhà, bữa nay mình làm nước mắm nha cả nhà. Để mình làm nước mắm ăn để dành ăn 1-2 tháng ăn được với cả nhà ơi. Giờ đầu tiên là mình lường nước mình theo công thức của người ta dạy nha cả nhà. Giờ đầu tiên chế nước vô trước. Mình làm cũng hơi nhiều để ăn lâu. Giờ mình để đường vàng vô nha cả nhà. Mình làm nước mắm mình làm bằng đường vàng, mình không có làm bằng đường cát. Để 2 chén đường vàng vô và 2 chén nước, 2 chén nước mắm, rồi mình thắng cho kẹo. Đường vàng này mình mua cũng hơi hơi lâu lâu mình xài, là cái cây đường nó cũng khúc này nó cũng hơi nó hơi chảy đó nha. Rồi mình để mình thắng nước mắm thôi. Làm nước mắm nhiều nhiều ăn ăn lâu một chút. Mình để vô miếng muối nha cả nhà. Để vô miếng muối để ăn cho lâu một chút. Rồi giờ tan đường hết thì có người thì có chị thì dạy mình để nước mắm sao. Nhưng mà mình giờ xong hết rồi thôi, mình cũng để nước mắm vô luôn. Rồi giờ mình vớt bỏ cả nhà, mình để vô mấy miếng khóm luôn. Mình nấu cho nó kẹo lại. Mình phải có bọt rồi mình vớt. Rồi. Giờ mình để giấm vô luôn cả nhà. Mình để giấm mình để 2 muỗng giấm thôi. Và nửa muỗng nữa đi. Rồi. Rồi, mình để. Rồi. Giờ sôi hả? Nếu sôi thì có bọt thì mình vớt bọt cả nhà. Mình vớt bọt cho nó nước mắm mình cho nó trong. Giờ mình cứ canh mình vớt bọt rồi để chừng nào mình kẹo là mình sẽ để tỏi với ớt vô cả nhà ơi. Mình vớt bọt giờ trong dưa dê rồi nè cả nhà ơi. Mình để cho thiệt đặc một tí nữa cái rồi mình mới ngắt xuống cả nhà, rồi thiệt nguội cái mình để ớt với tỏi vô cả nhà. Làm cái này cũng mau lẹ á, làm vui một cái video ngắn vậy nè. Giờ mình vớt bọt, mình thấy hết bọt đó là để cho nó keo lại là được. Để thiệt nguội cái để tỏi với ớt vô. Cả nhà ơi, bây giờ là nước mắm của mình nó thật là nguội rồi cả nhà ơi. Nè cả nhà thấy không, nó sánh lại nè, ngon thật là ngon nha. Bây giờ mặt đồng để ớt vô cho cả nhà. Giờ bắt đầu mình để ớt với tỏi với cả nhà. Giờ nó thiệt nguội rồi, mình để vô. Mỗi lần mình làm như vậy mình ăn chắc có lẽ là 1-2 tháng, 2-3 tháng cả nhà. Tại vì cái này mình làm nước mắm á, cũng ăn chấm xào, đồ thường hơn chứ cũng ít ăn cơm tấm. Đó này cả nhà thấy không? Đó. Giờ thành phẩm rồi này cả nhà ơi. Nước mắm thiệt là sánh rồi nè. Mình làm như vậy mình ăn cỡ được 3 tháng. Ngon lắm cả nhà. Đó. Cả nhà thấy ngon không? Chúng ta sẽ tưởng tượng một đôi.
Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi màn hình để xem tỷ lệ câu hỏi là gì nhé. Nổi gì, ớt nổi lên mặt trời. Nước mắm về sánh lại nha cả nhà. Ngon lắm cả nhà ơi, giờ thành phẩm ngày này cả nhà. Gặp nhau làm ngơ. Thế tình của một hôn. Cái này mình làm mắm này là mình chấm đậu xào là thường nhất cả nhà ơi. Rồi cảm ơn cả nhà nha. Cả nhà đã xem mình làm nước mắm để dành ăn lâu nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều.